À, mọi người, em có một cái con cừu Echo. Con này 3,4 nha. Còn ngoại hình còn khá đẹp nha mọi người. Okay. Này nó không có xích nha, nhưng mà được cái lam Latin rất đẹp. Quá đẹp. 3,4 nha. Thôi nó bực bực. Nay về vệ sinh là cho rồi. Nay này để cho mọi người 900 nha mọi người ha, 900 nghìn nha. Không có bao ship nha. Mấy chưa dọn nha, hàng bãi về sao bán vậy. Nhưng bản hiên gì nha. À. Cái lam kia 250 300 nghìn không có để bán đâu, lam trượt đó. Thép tốt. Rồi, ai mua thì cứ việc chuyển khoản số tài khoản phần mô tả giúp em nha. Không bao ship nha, không ship code đâu, mua chuyển khoản hết tiền hàng giúp em.